Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Tâm An xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Và buổi trưa ngày hôm nay, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, chúng ta biết rõ ràng cô gái tiên tiên sau khi mà bị làm nhục nhưng mà cô ấy lại chẳng hề quan tâm đến bản thân mình mà tiếp tục tìm mọi cách để trả thù cô gái tên ngọc ngọc chả làm gì cả nhưng lại luôn là mục tiêu để cho người khác đâm sau lưng cô và ngày hôm nay có sự xuất hiện của một chàng trai nữa quý vị hãy cùng xem đó là chàng trai nào và có liên quan gì đến cuộc sống của ngọc hay không nhé hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho tâm an và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm an và kênh bụi phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức tập 6 của câu chuyện Kẻ gieo tương tư, tác giả Mộc Miên qua giọng đọc của Tâm An. Lúc này đây tiền xóa hết tiền nhắn đi và tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra cô ta cũng đang cấp tốc thiết kế cho kịp tiến độ tiên tin rằng lần này bằng năng lực cộng với mối thân quen với john nhất định cô ta sẽ được chọn tiên cũng lên kế hoạch nhanh chóng đưa anh ta vào chồng để dễ bể thăng chức đằng nào cô cũng chả còn gì chị tính tuy không ưa ngọc nhưng chị ít vẫn còn không ghét bằng tiên nãy giờ tính liếc thấy hành động thậm thụt của tiên thì chắc mẩm cô ta đang làm việc gì đó mờ ám Chị tính xưa này hay để ý mấy chuyện Dù là nhỏ nhất Đụng đâu chúng đó Nên mọi người mới đặt cho chị biệt danh là Thánh suy luận Tiền biết chẳng ai ưa mình Nên cũng chẳng muốn mất thời gian Để lấy lòng bọn họ Mục tiêu bây giờ của cô Là chiếc ghế phu nhân tương lai của giám đốc Chỉ cần cô leo được lên vị trí này Thì tất cả phải nhìn cô bằng ánh mắt khác Không ai còn coi thường hay khinh rẻ Tiền bỗng nhớ đến rôn Nên nhắn tin hỏi anh ấy anh có trên phòng không em có chuyện này muốn nhờ anh một chút khoảng 10 phút sau người đàn ông kia mới nhắn lại em qua đi anh đang ở trong phòng tiền hí hửng cầm điện thoại rồi đi ngay khỏi phải nói những người đồng nghiệp cũng biết cô ta lên chỗ giám đốc chỉ tình ghét cay ghét đắng nên lớn tiếng đang giờ làm việc cô đi đâu đấy em lên phòng của john anh ấy bảo có việc cần phải bàn gấp với em em cũng chả biết chuyện gì hay có cần em nhờ anh ấy Gọi điện xin phép chị hay không Cô Tiên chẳng dỗi hơi mà nghe chị tính nói hết câu Sợ dĩ cô cố tình chọc tức chị ấy Vì mỗi lần thấy người này tức muốn phát điên Thì Tiên lại càng hà hê và sung sướng Cô đã tự nhủ với bản thân Khi nào mình chắc chắn làm vợ của John Thì sẽ tống khứ những người phụ nữ này Ra khỏi công ty Để khỏi ngứa mắt Cô vẫn không muốn những kẻ chống đối mình Được an toàn ở lại đây tiên vẫn luôn tự tin rằng bằng tài năng của mình có thể giúp Zôn vượt qua được tất cả trở ngại trong công việc cô thường không đánh giá cao những thiết kế của những người khác bởi vì trong mắt của cô ta cô ta mới là số một là duy nhất tiền ngạo nghễ bước lên phòng giám đốc thậm chí cô ta chẳng thèm gõ cửa mà bước vào ngay tiền cố tình cởi bỏ hai chiếc cúc trên để thập thò vòng một trễ nải Zôn vẫn đang bận ký một đống giấy tờ chất cao trước mặt thậm chí anh ta không có thời gian để ngẩng mặt lên nhìn cô gái mới đến. Anh John, anh nghe đây. Em thiết kế sắp xong rồi. Anh xem giúp em có cần chỉnh sửa gì không? Em cứ làm xong rồi gửi cho chị tính. Chị ấy phụ trách mảng này. Những bản thiết kế nào thích hợp, chị ấy sẽ gửi trực tiếp cho anh. Cả cái phòng thiết kế đều biết chị ấy trả ưa em. Chị tính thấy ai thân thiết với anh cũng đều ganh ghét ra mặt. Anh nghĩ vậy có công bằng để đánh giá một tác phẩm hay không? John nghe xong nhíu mày. Xưa nay anh ghét nhất những người nói xấu sau lưng. Anh cũng cấm tiệt mọi người không được bàn luận, nhận xét đồng nghiệp như vậy. Tiền mới đến nên chưa biết nội quy. Chị ấy sẽ không như vậy. Xưa nay chị tính uy nghiêm, nhưng công tư phân minh tuyệt đối không bao giờ có chuyện đánh giá tác phẩm qua cảm tính. Quy định của công ty là theo trình tự. Anh không thể xen vào, hơn nữa trình độ của anh chỉ có hạn. Lần thi này đảm bảo tính công bằng. Anh không thể nào góp ý riêng tư được đâu. Em hiểu rồi Xin lỗi vì làm phiền anh Tối nay anh có thể cùng em tổ chức sinh nhật được không Em chẳng có người thân nào Mọi năm còn có em trai Nhưng năm nay ngay cả em trai Cũng không còn nữa Thế không phải là 4 tháng nữa Mới tới sinh nhật của em à Mà người thân của em đâu hết rồi Tiền rơm rớm nước mắt Cô sực nhớ ra chuyện đã từng kể với anh ấy Ba mẹ mình giàu có Nên suýt chút nữa lỡ lời cô vội vàng chữa cháy sinh nhật chính xác của em là tối nay hồi xưa mẹ em sinh thiếu tháng nên khai chậm mấy tháng để đi học cho đỡ thiệt thòi ba mẹ em đang ốm lại ở xa tự dưng em thấy buồn quá dồn thấy mình hơi nặng lời nhìn tiên rơm rớm nước mắt giống như sắp khóc anh vội vàng dịu giọng tối nay anh rảnh hay kêu cả phòng tổ chức sinh nhật cho em nhé thôi tính em không thích đông người Em một mình quen rồi Nếu anh rảnh thì đi chung với em Bận thì một mình em là đủ Thế lá tàn làm Anh đưa em đi ăn Tiền phải công nhận nước mắt chính xác Là vũ khí lợi hại nhất Cô cũng biết nhược điểm của John Là không muốn chứng kiến cảnh cô khóc lóc Tiền giả vờ giống như đau buồn vậy Cảm ơn anh Tôi được rồi Em về phòng làm việc tiếp đi Tiền cúi đầu chào John Cô quay đi bước một đoạn ngắn thì bỗng ngã nhào xuống đất. Dôn hoảng loạn vội vàng chạy lại và bế thốc cô, nằm lên ghế sofa, rồi kiếm dầu gió bôi thái dương cho cô ta. Anh luôn miệng hỏi. Em thấy trong người thế nào? Có cần phải xuống phòng y tế không? Em không sao đâu. Chắc làm việc quá sức lại thiếu ngủ nên mới bị thế. Em nghỉ một chút nhé. Anh cứ làm việc của mình đi. Không cần phải lo lắng quá mức. Em không muốn làm ảnh hưởng tới anh. Vừa va vừa vẩn, Em toàn lo nghĩ gì đâu Cứ nằm đây nghỉ ngơi Anh ra kia ký nốt chỗ sổ sách kia Khi nào thấy khó chịu thì gọi anh Nhớ chưa Em nhớ rồi Anh cứ làm việc đi Sôn đứng dậy bước về lại bàn của mình Anh cứ chăm chú tiếp tục phần việc đang giang dở Tiên nằm đó nhưng trong lòng thì vui như mở hội Cô không ngừng tính toán đường đi nước bước cho đêm nay Với hy vọng sẽ dụ dỗ được Sôn lên giường Cô chắc mầm với nhan sắc của mình Cộng với thêm sự hỗ trợ của thuốc Thì mọi chuyện sẽ thuận lợi Chỉ cần qua được đêm nay Nhất định mọi thứ sẽ đâu vào đó Lúc này dồn muốn chuôn tránh trách nhiệm cũng trả được Cô danh chính ngôn thuận Làm người phụ nữ đầu tiên của anh Ngọc cả buổi ở lại chăm sóc cho mẹ Mãi tới tận trưa Linh mới biết chuyện Cô gái này tức tốc lái xe tới bệnh viện để thăm bà Hà Cô không quên mua thêm chút sữa Và ít trái cây mang vào Linh đi à vào đây đi sao cháu biết cô nằm phòng này bà nhìn thấy linh đang ngơ ngác đi tìm phòng thì vội vàng gọi giật lại cô ấy mừng quýnh ôi cháu chào bác cháu đi hỏi mãi mới thấy gọi điện cho cái ngọc mà nó có nghe máy đâu hôm qua cháu chúng gió gần chết nên chả lê lết được hôm nay cháu mới nghe ba cháu kể chuyện là cô đang nằm ở đây cái con bé này tới thăm cô là quý hóa rồi lại còn quà cáp cái gì cô mới nghe mẹ cháu bảo Cháu với cái Ngọc làm cùng công ty có cô đúng không? Dạ vâng. Mà Ngọc hôm nay không lên công ty ở cô. Này nộp bản thảo thiết kế. Nghe bảo lần này đích thân phu nhân thủ tướng để chọn áo qua thăm Việt Nam đi ạ. À? Bản thiết kế của ai mà được chọn thì ám một khoản tiền rất lớn. Lại còn được nổi tiếng như cồn. Cơ hội ngàn năm có một. Nên cháu với nó lại phải tranh thủ. Bà nghe như vậy thì vội vàng rục rã. Thế hai đứa đi đi, Mẹ ở đây có ba rồi Không việc gì phải lo Sự nghiệp là quan trọng nhất Ngọc lúc này đang còn phân vân Thì Linh lôi tuột ra khỏi phòng Cô chú ở lại đây Cháu với cái Linh lên công ty thiết kế u một tí Rồi cháu còn gửi cho họ Chỉ cần ý tưởng được chọn Thì làm thiết kế tiếp tục cũng được à Ừ, um, hai đứa đi cẩn thận đấy Hai cô gái chờ nhau trên chiếc xe máy Chẳng mấy chốc họ tới công ty Những người nhân viên đang làm mệt mài Thấy hai cô gái bước vào thì cũng chẳng có thời gian để mà thắc mắc. Linh với Ngọc nhanh chóng khởi động máy tính và tiếp tục làm phần việc của mình. Ngọc mở bản thiết kế cũ, tự dưng cô lại không thích kiểu cách như thế này. Cả đêm hôm qua cô này ra ý định táo bảo những họa tiết sẽ liên quan về hình ảnh của một người mẹ đang ôm những đứa con vào lòng. Mặc dù bản thiết kế cũ đã hoàn thành 60%, nhưng Ngọc vẫn quyết định làm lại từ đầu. Cô gái này được ông trời phú cho đầu óc sáng tạo, nhanh nhạy. Mỗi khi cô bắt tay vào việc thì tất cả mọi chuyện đều nhanh tới mức người bình thường phải thốt lên kinh ngạc. Cô say mê tới mức không nghe được những người bên cạnh đang nói gì. Thậm chí họ có hỏi trực tiếp thì Ngọc cũng chả hay biết. Bạn thiết kế của cô lúc nào cũng độc, lạ và khác người. man mát chút cổ quái, mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ tinh tế dù là một chi tiết nhỏ nhất. Linh nãy giờ đang còn vò đầu bứt tai nhưng lại chưa tìm được ý tưởng, ưng ý nào. Cuối cùng cô quyết định thiết kế theo mẫu truyền thống, lấy những tinh hoa của dân tộc để thể hiện hết lên bản thiết kế này. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tới hết giờ làm, chị tính yêu cầu tất cả mọi người gửi hết các bản thiết kế vào email của mình để xem xét. Ngày mai trả lời mọi người xem ý tưởng của ai có khả năng để đi tiếp. Những người không được chọn sẽ tiếp tục thiết kế bình thường để sản xuất lô hàng mới. Ngọc đang hối hà tính về bệnh viện Thì Linh ngăn cản Mày đi lấy hụi với tao Nãy giờ người ta hẹn 6 rưỡi Tao đi một mình cũng ngại lắm Cô Hà ở đây có chú Đăng rồi Mày không phải lo cái gì đâu Ông bà già tâm sự hâm nóng tình cảm Biết đâu mày lại có em bây giờ Cái con Điền này Điền tha liền thuyền Chả bao giờ suy nghĩ Chứ còn không à Cả phu phố này chỉ có mỗi ba mẹ mày là nổi tiếng lãng mạn Hơn cả ba mẹ tao Ba mẹ tao suốt ngày chửi nhau như chó với mèo Công nhận các cụ đặt tên con giáp cấm có sai Mẹ tao tuổi mèo Ba tao tuổi chuột Kết quả mẹ tao cứ nói câu nào Là ba tao phải dâm giáp nghe theo Chả bao giờ cãi lại À mà khoan Thế như tao tuổi dần Thì lấy tuổi gì không bị bắt nạt nhỉ Mày lấy tuổi nào cũng được cha tuổi nào bắt nạt được mày Tao thấy mày khỏe như trâu Thằng nào vớ vẩn Sách phải mày Chắc là mày đánh cho nó tơi tả Ăn với chả nói đã ít mít mồm ra rồi Phải khen nhau dịu dàng ngoan ngoãn chứ Mày nói như thế Tổ cha đứa nào nó dám tán tỉnh tao Cả hai cùng bật cười tươi giói Họ lại hòa vào đám đông nhân viên tan làm Đang đứng đợi trước cổng Hai cô gái nổi bật nhất Vì họ có cái mũ bảo hiểm hình Doraemon Trông vô cùng ngộ nghĩnh Linh bỗng thắc mắc Mà này, cái con trời đánh kia không thấy nó đi làm nhỉ Con nào Con tiên chứ còn con nào ngọc lúc này mới sực nhớ ra tiên hôm nay cô lù bù quá nhiều việc nên chả có thời gian để ý chắc là nó bận hay ốm đau gì Lát tao gọi thử xem thế nào em nó bị tống đi chạy cai nghiện rồi á ừ đi rồi không biết lần này có cai thành công hay không nghe bảo nếu như người nghiện ấy, không tự mình từ bỏ thì dễ dàng bị tái nghiện lắm ừ tính ra hoàn cảnh của nó cũng tội nhưng mà nó xấu tính nó chỉ biết lợi dụng người khác thôi Lúc nào cũng tính toán phần lợi về mình Mày chơi với nó không bền được đâu Thôi mày đừng nhắc nữa Thì cứ chơi Từ giờ có sao đâu Tao không quan trọng Đừng có chơi khăm tao là được Ngọc ôm lấy eo của Linh Họ vừa lái xe vừa tâm sự Chiếc xe đang chạy bòn bòn trên đường Bỗng dừng phịch lại Làm cho Ngọc giật bắn cả người Cô vội hỏi Cái gì đấy Con hồ ly Cướp bổ của tao Ngọc căng mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy ngắn, cùn cỡn, tóc nhuộm vàng hoe, đang bước vào quán cà phê. Linh cũng nhanh chóng dựng xe lại, rồi kéo Ngọc vào cùng. Họ cố tình ngồi cách cô gái kia một bức tường, để không bị chú ý. Con kia tên là Thi. Nó mất dậy lắm, lần trước nó còn đổ tội cho tao ăn cắp cây son. Mất dậy thế là cùng, tao cũng chẳng biết tại sao cây son đó lại nằm ở trong túi sách của tao, nên tỉnh ngay lý gian mày à. Nghĩ đến bây giờ Đang còn điên cả máu Mày yên xem nào Để xem nó tới đây gặp ai Chút nữa tao với mày ra xử cho nó một trận Cái con mất dạy này Nghe mày nói Tao cũng ngứa gan lắm rồi Họ cơ thì thầm bàn kế hoạch tác chiến 5 phút sau thấy Hương bước vào Khiến cả hai cô gái này cùng há hốc miệng đầy kinh ngạc Họ không hiểu giữa Thi và Hương Là có mối quan hệ gì với nhau Ngọc cô kéo chậu cảnh ở trên tường nhích qua đầu mình để khỏi bị phát hiện cô nín thở lắng nghe những gì họ đang nói giọng của hương vang lên tới lâu chưa tôi cũng vừa mới tới tự dưng hôm nay chị gọi tôi ra đây có chuyện gì à bạn thiết kế con bé kia tôi có rồi cô nói thằng người yêu của mình tự biết đường mà xử lý nốt đi còn vấn đề nguyên vật liệu công ty anh trai tôi đã đồng ý ký kết rồi cảm ơn cô may mắn quá yên tâm chuyện này cứ để đấy tôi lo cho Hương đưa chiếc USB cho Thì rồi nhanh chóng rời đi. Cô ta vừa mới đi khỏi thì một tên mập ú từ bàn gần đó đi ra. Hắn ta cầu có. Cô ta lại nhờ gì em đấy? À, nó nhờ em dìm cái con nhỏ đối thủ của nó. Kệ, hôm trước anh lấy hết tiền chưa? Vẫn không ai đứng ra thuê anh nữa à? Biết thế nào được, cứ có tiền là được. Lần đó nó thuê anh giải đơn khắp công ty. Lần tới nghe bảo gây tai nạn gì đấy, nhưng mà chưa tới Anh nhớ nhé Lấy cái giá cao cao vào một chút Ừ biết rồi Ngọc nghe tới đây thì nổi hết da gà Cô bỗng nhớ lại vụ mình bị hãm hại Thì khẽ dùng mình Tự dưng Ngọc có liên tưởng tới người đàn ông này Cô gõ nhẹ ngón tay xuống bàn Suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại Phóng tỏ hết cỡ Cô chụp lại tấm hình nhìn rõ mặt Rồi gửi qua cho Hoàng cùng với lời nhắn Anh có biết người này không? Anh ngay lập tức gọi lại nhưng Ngọc tắt máy. Thấy như vậy Hoàng mới nhắn tin. Anh không biết. Đây là ai thế hả em? Không biết thì thôi. Em nói đi, có việc gì? Vừa lúc này một con mèo hoang từ đâu chạy tới. Nó nhảy vùi qua chậu cây cảnh nhỏ, ngay sát chỗ Ngọc, khiến cho chiếc chậu vỡ tan tành. Người đàn ông kia đứng dậy nhìn sang phía đó. Hắn ta nhìn thấy Ngọc thì có chút khó chịu, nhưng cục mũ xuống rồi vội vàng rời đi. Cô gái tên Thì cũng thanh toán tiền rồi lèn đi mất. Lúc này Ngọc mới vội rụt. Mày thuê taxi, đi cùng với tao. Nhanh lên. Thế rồi hai cô gái vội vã bắt taxi, bám theo tên đàn ông hồi nãy. Nhưng khi đến một con hẻm nhỏ thì bị mất dấu. Ngọc nóng lòng. Cô luôn miệng rục rã. Bác Tài ơi, tại sao không đi tiếp? Hắn ta đi xe máy nên thoát rồi. Con hẻm này nhỏ lắm. Xe của tôi không vào được. Tôi cũng muốn được việc cho hai cô. Nhưng bây giờ tình hình thế này Chắc là chịu chết Linh nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô thắc mắc Làm sao đấy Ngọc Tự dưng mày đuổi theo hắn ta làm gì Tao nghi ngờ Hắn ta chính là người ra tay với tao Những chuyện đợt trước Tao bị người ta chơi xấu Khả năng cao là thằng khốn này nó nhúng tay vào Lần nào Nói chung là mày không hiểu đâu Chuyện này phức tạp lắm Không ngờ chúng nó lại hao tốn công sức Vì một đứa như tao linh trả tiền cho tài xế rồi mau chóng kéo ngọc xuống cô không muốn người lại chứng kiến cuộc nói chuyện này họ kéo nhau vào một quán nước mía ngay cạnh đó ngồi rồi kiếm chỗ ngồi trong cùng không có ai xa vào để bàn bạc tiếp bây giờ linh mới phân tích vậy có khi nào con hương kia là chủ mưu không hai đứa hồi nãy là đồng phạm với nhau nếu đúng như vậy thì con kia yêu quá hóa dồ rồ rồi bất chấp thủ đoạn tao cũng nhắc nhở mày trước mấy con điên tình như vậy nguy hiểm lắm nó dám giết người để đạt được mục đích đấy. Mày làm gì thì mày phải cẩn thận. Tao không ngờ nó được ăn học đàng hoàng. Ra thế hiền hách như vậy. Mà lại làm cái trò mất dậy. Ngọc càng nghe càng dọn cả sống lưng. Cô cũng lờ mờ đoán được chuyện mẹ mình tự dưng lên cơn suy tim. Tức giận khi nhìn thấy Hoàng. Chắc chắn có liên quan tới Hương. Cô lý nhí. Mẹ tao... À quên, tao chưa nói với mày chuyện này. Tao nghe mẹ tao bảo Bà tua lại camera ở cổng Thấy có hai người phụ nữ Một già một trẻ Ăn mặc sang trọng lắm tới nhà của mày Họ vào nói chuyện chắc tầm 5 phút rồi đi ra ngay Sau đó cô Hà mới bị như vậy Tao cũng chưa kịp xem lại hình ảnh Có phải là con Hương hay không Tao bảo mẹ gửi qua Nhưng mà bà lại không biết cách gửi Tối về tao truyền cho mày Nhưng tao cũng nghi ngờ con Hương Với mẹ ông Hoàng Qua tìm mẹ mày để nói chuyện Nên thành ra Bà tổ cha nhà nó chứ mày thì liên quan gì ở đây con điền tỉnh này cứ suy bụng ta ra bộ người nó tưởng ai cũng hèn hạ bẩn thỉu như nó không bằng lát mày gửi ngay cho tao lần này tao cho nó thấy cái cảnh mất người yêu thực sự là như thế nào có tiếng mà không có miếng đúng là khốn nạn ê ngọc mày đừng nói với tao là mày cua luôn ông hoàng đấy nhá tao nhất định cho nó sáng mắt ra chứ ngu gì mà dính dáng vào yêu đương đau đầu tao thấy tấm gương lù lù như mày tao hiểu xưa gần sáu chục ký chia tay xong giảm cả chục ký sung xuống cái gì suốt ngày khóc lóc uống rượu say làm nhảm như con điên ấy xưa rồi diễm mà chị đây bây giờ khôn hơn nhiều không bi lụy như vậy đâu hồi ấy cứ nghĩ không yêu chắc chết nhưng mà cuối cùng lại cứ sống nhăn răng ra chẳng phải đau đầu suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn linh tinh nói chung độc thân là sướng nhất tao cũng chẳng dám khuyên mày thử yêu đâu nhưng mà nhạc ông hoàng ông ấy ngon đấy còn mày, mà chê Thì tao nhảy vào Lọt sàng xuống đi Chả có cái gì phải xoắn Ngọc nghe xong lườm cô gái bên cạnh tôi cháy mắt Còn Linh vẫn cười không khép được miệng Họ thuê xe tới địa điểm Lấy hộ trước Rồi mới quay về quán nước hồi nãy lấy xe máy Ngọc tính vào bệnh viện chăm mẹ Nhưng nhận được cuộc gọi của ba Báo mẹ xuất viện rồi Nên cô cũng tức tốc chạy về nhà Bà Hà hôm nay sắc mặt hồng hào Bà đang ngồi ở trên ghế Nhầm nhì cốc nước cam bà thấy con gái thì nói luôn thay quần áo đi tí nữa xuống đây mà xem mắt người ta hẹn 8 giờ qua nhà mình thăm mẹ với lại gặp mặt con đấy thằng huy con nhớ chứ mẹ nghe bảo nó cũng bận tối mát tối mỗi làm bên bác sĩ khiếp sau này vớ được chàng rể làm bác sĩ thì ba mẹ cũng mát mày mát mặt cả họ nhà mình chưa có ai làm được bác sĩ cao nhất đấy chỉ là y tá à, nghe đâu ấy nó là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện y dược hồi xưa nó thủ khoa khối b đấy con gái mình lấy được thằng huy thì phúc bảy đời vừa giỏi lại còn đẹp thế còn cây mối hôm trước mẹ nói thì sao ạ à? mẹ dẹp rồi hẹn lần hẹn nữa không tới miễn tiếp mối này con cứ yên tâm con trai của bạn ông đang giới thiệu nên cứ gọi là chắc như bắp ngọc nghe xong trưng hừng cô không phản đối vì sợ mẹ mình tức giận ảnh hưởng tới tim mạch nên cứ tặc lưỡi đồng ý Cô thắc mắc Thì ba mẹ ăn cơm chưa ạ à? Đã bảo là đợi người ta 8 giờ có ăn cơm à Bà con đi đặt bên nhà hàng Họ mang tới Tí nữa cứ dọn ra bàn là xong Mà nhanh đi tắm thay đồ đi Tìm cái váy nào đẹp một chút mà mặc vào Tô tí son vào, trang điểm vào Khiếp, lúc nào cũng giống như bà cụ 50 Mà nào nó dám ngò Ngọc thở dài Cô không muốn tranh cãi Nên vào trong phòng sau đó nằm phịch xuống giường Nhắm mắt đánh một giấc Qua về trưa này cô cũng ngủ được đâu Mặt cứ xíu lại với nhau Ngọc vừa mới chợp mắt được một chút Thì lại có tiếng đập cửa rầm rầm Cô miễn cưỡng nói to Con đang tắm Nhánh cái chân lên Tươi tỉnh mặt mũi xem nào Ngọc ngồi dậy cô chọn chiếc váy màu xanh dương Rồi mang vào trong nhà tắm Trường 20 phút sau cô trở ra Với một diện mạo hoàn toàn mới Mái tóc buồng thõng. Môi được quệt thêm tí son Công nhận khi trang điểm vào Ngọc như biến thành một con người khác Khi tất cả chuẩn bị kỹ lưỡng Cô mới bước ra ngoài Lúc này ở dưới nhà cũng đông đủ Ngọc thấy một cặp vợ chồng chắc ngoài 50 Một chàng trai với chiếc kính cận dày cộp Đang ngồi ngay bên cạnh Ngọc cúi đầu rồi nói nhỏ Dạ chào chào hai bác Ôi Ngọc đây à Nhanh quá Đã lớn thế này rồi sao Mọi khi bác vào chơi mới nhỏ xíu Mà bây giờ lớn lên xinh đẹp thế này Công nhận chúng ta nhanh giả lắm Có phải không ông bà Bà Hà cũng vội vàng rục rã Huy này Chờ em ra ngoài đi ăn Ở đây ba mẹ cháu với cô chú đang bận tâm sự Chúng ta không muốn kìm hãm lớp trẻ Để nghe những câu chuyện cổ hủ đâu Dạ vậy cháu xin phép cô chú Cháu đưa em ra ngoài đi dạo Ừ hai đứa đi cẩn thận nhé Ngọc nhận ra Huy chứ Anh ấy hồi nhỏ đã mấy lần cùng ba đi công tác vào đây Nên họ có gặp nhau vài lần Lần đó Huy béo ục ịch Chứ không đẹp trai như bây giờ Anh ấy bị nghiện sách Nên đi đâu cũng chăm chăm cầm theo một cuốn Có lần Ngọc đi treo chó bị đuổi Nên chạy ngã cắm mặt xuống đất Chính Huy đã chạy lại cứu cô Còn cho Ngọc một chiếc kẹo mốt Để dỗ dành cô nín Sau này gia đình anh chuyển ra Bắc làm việc Nên hạn chế gặp mặt Chẳng hiểu tại sao bây giờ Lại vào đây xin việc Ngọc có nhớ anh không nhỉ Em nhớ chứ Anh Huy dạo này khác hẳn ra nếu không nói, lúc trước chúng ta gặp nhau thì bây giờ chắc gặp ngoài đường em không nhận ra. Anh vẫn nhớ em như in. Anh nghe cô nói em xin vào một công ty thời trang lớn. Chúc mừng em nhé. Lúc nào em cũng giỏi. Có cái gì đâu. Em thuộc hạng xoàng, đi làm cho khỏi mang tiếng ăn bám ba mẹ. Thế lần này anh tính vào trong này ở hẳn à? Ừ. Anh đang làm ở bệnh viện. Anh ở đây luôn rồi cưới vợ. Anh cũng nhiều tuổi rồi. Ngọc không dám hỏi thêm Bởi vì cô sợ vô tình đẩy hai người vào thế khó Em thích ăn món Á hay Âu Anh đưa em đi ăn Anh lên mạng tìm hiểu địa chỉ rồi Nên cũng tự tin quán ăn ngon Món bình dân thôi anh Hiện đại quá không biết dùng bữa Họ lại cười cho Nhục mặt lắm Không sao hết Có anh đi cùng mà Anh phục vụ em từ A tới Z Em đùa đấy Ăn bình thường được rồi Đối với em ấy Món ăn Việt Lúc nào cũng ngon nhất Huy nghe như vậy thì không nói tiếp nữa. Anh chờ Ngọc đi qua vài con phố, rồi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cả hai bước xuống xe, sánh bước đi vào. Trong đây vốn còn vài chỗ trống, Huy nhìn quanh rồi chọn một bàn gần cửa sổ. Từ đó có thể nhìn ra bên ngoài, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên. Nhà hàng này rất đặc biệt, bên ngoài trồng rất nhiều rau sạch, có cả ao cá. Nhìn thôi cũng thấy thanh bình và đẹp tuyệt vời. Phục vụ bước lại cúi chào rồi đưa thực đơn cho Huy. Anh đẩy về phía của Ngọc để cho cô chọn. Cô nhìn trên đó rồi chọn mấy món đơn giản. Cô không thích cầu kỳ, hơn nữa chỉ có hai người nên không muốn lãng phí đồ ăn. Huy gọi thêm hai ly coca và vài món nữa. Trong lúc ngồi chờ đồ ăn mang lên, họ bắt đầu ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ. Cộng nhận trí nhớ của Huy tốt thật. Anh ấy nhớ cả những chi tiết rất nhỏ, còn Ngọc thì quên bén từ lúc nào. Cô chỉ nhớ mang máng những chuyện gần nhất xảy ra. Ngọc cứ ngồi nghe Huy nói chuyện, lâu lâu mới góp vui bằng đôi ba câu cho xong. Anh ấy hiểu tính cách của Ngọc nên cũng không làm khó cô. Ngọc vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Tiên và Dôn cũng bước vào. Họ không nhìn thấy cô bởi vì Ngọc ngồi ở chỗ khuất. Cả hai nhanh chóng đi lên lầu. Huy thấy Ngọc cứ dõi theo một nam một nữ thì vội vàng hỏi cô. Ai thế em? à bạn của em ấy mà họ lại bắt đầu kể về những vấn đề xoay quanh công việc cuộc sống ngọc thì cũng không hào hứng cho lắm nhưng vì huy cứ hỏi nên cô cũng đành trả lời anh ấy cứ kể hết chuyện này sang chuyện khác nói toàn những từ chuyên ngành còn ngọc thì ngồi ngơ ngác giống như vịt nghe sấm vậy khi đồ ăn mang lên cả hai người bắt đầu dùng bữa huy cứ gắp đồ ăn cho ngọc luôn miệng động viên cô phải ăn thật nhiều cho có sức khỏe Ngọc vốn dĩ không nề hà mấy cái vấn đề này Cô cứ thản nhiên ăn ngon lành Cửa hàng này công nhận nấu đồ ăn rất ngon Rất hợp khẩu vị của Ngọc Nhưng hôm nay lần đầu tiên cô bước vào đây Mọi khi Ngọc hay đi qua Nhưng thấy cửa hàng quá lớn Phía trước toàn là ô tô đắt tiền Nên chắc mầm Đồ ăn ở đây cũng đắt lắm Cô xót so tiền nên có dám vào đâu Bây giờ mới có dịp thưởng thức Thấy mọi thứ không đắt như Ngọc vẫn tưởng tượng Cô đang nghĩ bụng cuối tuần Cô rủ Linh tới đây để cùng thưởng thức Thì điện thoại reo lên in ỏi Nhìn màn hình thấy số của Hoàng Cô bỗng há hốc miệng Ngọc để chuông chế độ dung Rồi tiếp tục dùng bữa Nhưng người kia vẫn cứ gọi cả chục cuộc Cuối cùng Ngọc hết kiên nhẫn Đành nghe máy Anh gọi gì tôi thế Em đang ở đâu Tôi đang đi ăn Em ăn ở đâu Anh qua với em Tôi đi ăn với bạn Bạn trai hay là bạn gái Cái gì mà anh hỏi lắm thế Thôi tôi cúp máy đây Khoan anh có chuyện này muốn nói Chuyện này rất quan trọng Anh nói nhanh lên tôi còn ăn Anh cứ muốn nói chuyện với em Cái đồ thần kinh này Ngọc tắt máy Cô thấy Huy đang nhìn chằm chằm vào mình Thì có chút trột giả Cô ngượng ngùng quay đi Anh ăn nhiều một chút Công nhận đồ ăn ở đây ngon thật đấy Ngọc chẳng hiểu sao lại gắp chúng miếng ớt Cô bỏ luôn vào miệng Khiến cho Huy chưa kịp nhắc nhở Cô mới nhai rượu dạo vài tiếng thì cay xé lưỡi. Mặt của Ngọc đỏ bừng như gấc, Huy vội vã gọi phục vụ, mang một cốc nước lọc ra. Vừa lúc này thấy một người đàn ông cầm cả một chai nước suối. Anh ấy thản nhiên kéo ghế lại sát chỗ Ngọc, mở nắp rồi đưa cho cô. Em đi ăn ngon thế. Ngọc giật thót mình khi nhận ra đó là Hoàng, nhưng chẳng còn tâm trí để mà tranh cãi. Cô giật lấy chai nước lọc và tu một hơi hết sạch. Ngọc cứ vỗ mạnh vào ngực và nói lớn cay quá hoàng thì luôn miệng hỏi han xem cô ấy có ổn không còn ngọc thì đang tức ảnh ách cô gắt gỏng tất cả là tại anh nên tôi mới bị như thế này đấy anh biết rồi tất cả là tại anh anh đói quá từ sáng tới giờ chưa được ăn gì cả hoàng lấy đũa của ngọc cứ như vậy bình thản gắp đồ ăn anh thậm chí chẳng thèm quan tâm tới người đối diện huy có chút không vui ai thế này ngọc anh ta Tôi á, tôi là người yêu của Ngọc." Ngọc thở dài chán nản, còn Huy thì càng câu có, khó chịu. Nhìn biểu hiện của Ngọc, anh cũng đoán được, cô ấy không hề có tình cảm với người này, nhưng suốt ngày bị quấy nhiễu làm phiền. Huy cười nhạt. "Hóa ra Ngọc nhà tôi lại có nhiều người để ý tới như vậy. Anh yêu đơn phương sao?" Hoàng khượng lại, ánh mắt có thoáng chút bất ngờ. Anh ngẩng cao đầu, gắp một miếng thịt đút cho Ngọc, rồi tự tin và cao giọng. Tôi đâu có yêu đơn phương. Hình như anh có gì hiểu nhầm ở đây thì phải. Chúng tôi sắp có em bé với nhau rồi. Hả? Cả Ngọc và Huy đều không kìm được mà thốt lên thành tiếng. Anh vội vàng nắm lấy tay của Ngọc để rời khỏi đây, nhưng bị Hoàng ngăn cản. Anh cố tình ghé sát vào tay của Ngọc và nói nhỏ. Em cũng muốn biết tối nay, bạn thân của em giờ trò gì không? Nếu muốn biết, thì em nên ở lại. Cái gì cơ? Huy lúc này cũng lên tiếng ngọc chúng ta về thôi à, anh huy anh về trước đi em có chút việc cần phải giải quyết bạn thân của em đang nhắn tin bảo em về cùng lát em về luôn huy thấy như vậy thì gật đầu rồi xoay người tới quầy thu ngân trước khi rời khỏi nhà hàng anh vẫn ngoái đầu lại để nhìn hoàng thêm một lần nữa bây giờ ngọc mới bực bội anh đói tới mức này luôn cửa anh nói thật dạo này anh nghèo lắm nên phải đi ăn trực em Bệnh hoạn Em thì tắt máy Em nghĩ sao mà đi xem mắt cái thằng bốn mắt kia Em không thử tưởng tượng Khi nào đó nó rơi đi mất kính Thì nó tìm em bằng niềm tin à Anh anh bị điên à Hoàng Thái Ngọc đang giận dữ Thì xuống nước ngay Em có biết tại sao Bạn em lại hẹn rôn ra đây không Liên quan gì tới tôi Sao lại không liên quan Cô ta là bạn thân của em cơ mà Lúc nào em cũng ngây thơ tốt bụng quá nên mới bị cô ta qua mặt hết lần này tới lần khác thôi tôi không muốn nghe mấy chuyện này đời người sống được bao nhiêu đâu chuyện gì cho qua được thì cho qua suy nghĩ nhiều mệt óc em lại như thế rồi dung túng cho một tội ác thì cũng là có tội ngọc nguyệt dài thực ra sau những chuyện kia niềm tin đối với tiên cũng lung lay tuy nhiên cô ấy chưa có động tĩnh gì khác nên ngọc cũng mặc kệ không nói năng gì thêm Họ cứ ngồi yên ở chỗ này, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Trường một tiếng sau, hai người kia từ trên lầu bước xuống. Khuôn mặt của rôn đỏ bừng, anh ấy đang ôm lấy eo của Tiên. Trông hai người có vẻ rất là tình tứ. Hoàng lúc này mới huyết nhẹ vào cánh tay của Ngọc, nhắc cô quay lại. Thấy cảnh tượng này, Ngọc cũng chố mắt bất ngờ không kém, nhưng sau đó tặc lưỡi. Họ chưa có người yêu, thì yêu nhau là chuyện bình thường, tôi phải mừng cho cô ấy mới đúng chứ với lại tiền nó quen với anh john từ trước chứ đâu phải là bây giờ mới quen có thể họ có mối quan hệ đặc biệt nhưng lại chưa công khai cho mọi người biết em vẫn nghĩ như vậy sao em đi theo anh đi đâu em muốn biết bộ mặt thật của cô gái kia không ngọc vẫn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì bị hoàng lôi đi xa xa tiền và john cũng đang đứng vẫy taxi cô gái kia hớn hở xem ra vui vẻ lắm Tiên còn cố tình ôm chặt lấy rôn Giống như đang khiêu khích Ngay sau đó họ cơ lên taxi Và tiến thẳng về hướng công ty của rôn Còn phía sau Hoàng và Ngọc cũng nhanh chóng bám theo Nãy giờ Ngọc vẫn như người trên mây Cô vẫn không dám tin những gì trước mắt Trong suy nghĩ của Ngọc Tiên là một cô gái nhô mì giản dị Ngay cả trang phục của cô ấy Cũng luôn kín cổng cao tường Chưa đừng nói tới việc hở bạo Như Ngọc vừa mới chứng kiến Cô buộc miệng hỏi tiếp Chúng ta đi theo họ tới khi nào ạ? À? Bao giờ họ dừng lại thì chúng ta dừng thôi. Hoàng vẫn cố tình lái xe chậm chậm để duy trì khoảng cách an toàn, tránh bị tiền phát hiện. Chiếc xe taxi bỗng dừng dừng lại trước một nhà nghỉ ba tầng. Tiên và Dôn nhanh chóng xuống xe. Họ cùng nhau đi vào bên trong. Anh ấy áo sộc sạch, không còn phẳng phiu như lúc bước ra khỏi nhà hàng nữa rồi. Họ nhanh chân bước vào, thuê một phòng hạn sang, Cả hai còn chưa kịp lấy chìa khóa Thì Hoàng ung dung bước vào và cười khẩy. Cho tôi một phòng kế bên phòng của anh ta Tiên nhìn thấy há hốc miệng Cô gầm gầm như muốn mút trường người đối diện Nhưng nhìn thấy Ngọc đi đằng sau Thì vội vàng cụp lại Cô ta tạc lưỡi Hóa ra hai người cũng hẹn nhau ở đây sao Chúc hai người vui vẻ nhé Dôn vừa bóp chán vừa nói to Anh Hoàng em mệt quá Chỉ muốn ngả lưng một chút anh đưa chú lên nhận phòng Hoàng lúc này cũng nhìn tiên vào mỉa mai Cô đưa em trai tôi tới đây Là tốt lắm rồi Tôi tự đưa nó lên phòng được Đợt sau ấy cô cho em tôi uống thuốc ít thôi Chưa liều nặng quá Nó có xảy ra chuyện gì Là cô đi tù mọt gông đấy Anh vừa nói vừa cầm lấy chùm chìa khóa Rồi quay ra nói với Ngọc Đi lên đây Đợi chút anh chờ em về Đây Đây là em trai của anh sao Tiên vẫn bàng hoàng, khuôn mặt hết xanh lại trắng. Chuyện này có nằm mơ, cô ta cũng không dám tin. Đây chính là sự thật. Xưa này Tiên chưa từng nghe chuyện rôn có người thân ở Việt Nam. Chưa đừng nói là anh trai, giống như Hoàng vừa mới nhận. Ngọc vẫn nhìn Tiên. Bây giờ cô cũng lờ mờ đoán ra được những điều mà Hoàng vừa nói. Mỗi lần Tiên làm gì có lỗi, dù lớn hay bé, thì Ngọc cũng đều nhắm mắt để cho qua. Nhưng đúng là thực sự Càng ngày cô càng thấy thất vọng tràn trề Dường như tiên không biết đủ Không chịu chấp nhận thực tại Lúc nào cũng muốn ngòi cao hơn người khác Bằng những thủ đoạn đê hèn Nhưng lại luôn tìm mọi cách để lấp liếm Bao che cho những sai trái của bản thân mình Hai cô gái cứ đứng đối diện với nhau một hồi lâu Mãi sau Tiên mới lên tiếng Mày có cái gì để chối nữa không? Câu nói này như cắt đứt luôn Những suy nghĩ tốt đẹp còn sót lại về Tiên Ngọc chẳng gay gắt, cô cười nhạt và lên tiếng. Tùy mày suy nghĩ. Cô bước luôn lên lầu, mặc kệ tiên đang giận tới mức tím tái cả mặt mày. Tiên dẫm chân xuống nền, đầy tức tối và rời đi. Tình bạn bao nhiêu năm của họ, cuối cùng cũng chấm dứt. Chỉ vì những sai lầm không đáng có, sự ích kỷ, nhỏ nhen, tính toán mà họ đánh mất nhau mãi mãi. Trong phòng, Hoàng đang lôi rôn vào nhà tắm, cứ nhúng đầu của anh xuống nước. Người kia ra sức vùng vẫy, trồi lên vào hộp xuống. Một lúc sau mệt mỏi thì ngồi bệt xuống đất. Hoàng vẫn luôn miệng và chấn an. Chịu khó một chút, chắc là không sao đâu. Chú ở đây, một mình. Anh đưa chị dâu chú về. Lát nữa anh quay lại. Nhớ không được ra khỏi phòng. Không là hối hận cả đời đấy nhá. Ngọc lúc này vội vàng xua tay. Không cần đâu, anh ở đây đi. Tôi thuê taxi về. Nhỡ may anh ta có mệnh hệ gì là không ai chịu trách nhiệm được đâu. Cứ kệ anh ta Anh đưa em về Hoàng cẩn thận khóa trái cửa bên ngoài Anh lấy xe chở cô về nhà Đoạn đường hôm nay thật dài Hai con người với đủ các cung bậc cảm xúc Ngọc vẫn còn sốc trước những chuyện Mình vừa mới chứng kiến Nên nhất thời không biết phải nói ra sao Cô cứ dựa đầu vào thành xe Nhìn ra bên ngoài cửa kính Thành phố về đêm rất đẹp Ánh đèn sáng rực tất cả các con đường Mọi người đổ xô ra đây để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những cặp đôi tình nhân Những gia đình Thậm chí bạn bè đang rủ nhau đi hẹn hò gặp gỡ Ngọc cũng đã từng cùng với Tiên Đào nhau trên chiếc xe đạp rong ruổi Khắp các con phố về đêm Chỉ để đi ăn ốc, ăn chè Hay là uống một ly nước mía Thời đó thật là vui Tuy khó khăn, tuy vất vả Tuy hai đứa ăn chung một tô hủ tiếu Hay một chiếc bắp nướng Nhưng cứ cười tươi, đầy hạnh phúc Bây giờ chẳng thiêu thốn nhưng mà tình cảm lại cứ xa dần Họ không còn hồn nhiên Giống như những ngày trước Cơm áo gạo tiền Những đố kỵ nghề nghiệp Đã che đi lý trí của con người Họ cũng mãi mãi đi trên hai đường thẳng băng Muốn quay lại Cũng không kịp nữa rồi Cuộc sống khắc nghiệt này cứ kéo họ đi xa tít tắp Không biết chạm dừng kế tiếp là ở đâu Nhưng chắc chắn sẽ không còn được cùng nhau Như đoạn trước hồi xưa nữa Hoàng thấy Ngọc mệt mỏi như vậy thì cô an ủi. Em đừng buồn như thế, chuyện này là do cô ta gây ra, xung quanh anh em đang còn rất nhiều bạn tốt, đừng vì một người không ra gì mà mất niềm tin vào cuộc sống. Anh thấy tôi là một con người dễ bị lừa lắm, có đúng không? Không, anh thấy em dễ thương. Ngọc thở dài, chưa hôm nào cô thấy chán trường như hôm nay, tâm trạng cực kỳ tệ, chẳng thiết tha làm gì hay nói chuyện với ai cô mệt mỏi lắc bắp. Tôi tôi rất mệt. Dạo này chán nản với tất cả mọi thứ. Làm gì cũng chẳng thành hồn, mọi chuyện đến quá nhanh, khiến tôi muốn bình thản cũng không được. Nếu như là người khác thì tôi đã không đau đớn như vậy. Hoàng vừa lái xe vừa lắng nghe những lời ngọc tâm sự, nhìn người này, tại sao anh lại đau đớn như thế? Anh cảm thấy nhói nhói ở trong tim. Khi xe tới đầu ngõ Ngọc vội vàng rục rã Anh dừng ở đây đi Tôi tự vào Tôi không muốn ba mẹ mình bắt gặp cảnh này Không sao Anh đưa em vào tận nhà Sớm muộn gì chúng ta phải đối diện với ba mẹ chứ Anh bị điên à Mẹ tôi mới ra viện Anh tránh xa chục mét cho tôi Bà thấy anh là bà né như né tà Anh nghĩ thế nào Mà còn đòi lù lù xuất hiện trong nhà tôi Anh biết rồi Thế em đi cẩn thận Em vào nhà đi Thấy em vào rồi, anh sẽ về. Ngọc xuống xe cô gión rén nhìn trước nhìn sau, giống như sợ người ta phát hiện. Vừa mới bước vào cổng thì có tiếng gọi giật lại. Mày đi đâu đấy? Ngọc giật mình, tay ôm chặt ngực, thở hồn hền khi nhận ra tiếng nói của Linh, cô gắt cổng. Mày làm cái gì thế à? Như con ma ấy. Linh nhìn thấy xe ô tô của Hoàng ở phía xa, thì nháy mắt với Ngọc. Đi ăn đêm về đi à? Mày cũng to gan thật, dám bỏ anh người yêu từ bé để chạy theo lão Hoàng. Hồi nãy tao nghe cô Hoa ấy, cô ấy chửi chú Đăng muốn thủng cả màng nhĩ. Tất cả là tại mày đấy. Mày cứu tao đi. Mày bảo với bố mẹ tao là tao đi ăn với mày đi. Công ty mình có việc gấp. Mày điên à? Nãy cả nhà tao còn sang đây hỏi han khuyên can. Cứ tưởng ba mẹ mày có chuyện gì nên mới cãi nhau ỏm tỏi như thế. Thì bây giờ tao phải làm sao? Sao chăng cái gì Cứ im ỉm mà bước vào nhà thôi Thực ra Linh chỉ đang đe dọa Ngọc như vậy Chứ hồi nãy bà Hà Chỉ cần nhằn chuyện con gái bỏ đi với bạn Để cho Huy phải về trước Bà ấy rất may là không nói chuyện của Hoàng Linh cũng nhanh trí chữa cháy Rằng Ngọc được công ty chọn đi dự cuộc thi thiết kế Nên phải bận đi họp đột xuất Lúc đó thì bà Hà Mới xuôi tay Không bực bội thêm nữa Mày vào nhà với tao đi Linh Ô hay Thế cái lúc mày đi chơi Mày có nghĩ tới tao không Thế mà bây giờ lại bắt tao chịu trận Mày vào đi Ngày mai mày thích cái gì Tao chiều mày Mày nhớ đấy nhá Mày cấm có lý do nhá Thoái thác là liệu hồn đấy Tao hứa Danh dự đấy Hai cô gái ngừng cao đầu cùng nhau bước vào Ngọc cũng chuẩn bị trước tâm lý Để đón trận cuồng phong ở phía trước Ba mẹ cô vẫn đang ngồi ở giữa nhà Linh vội vàng nhanh nhầu Cô chú ngủ muộn thế ạ? À? Ba mẹ con định qua chơi với cô chú Mà sợ mọi người ngủ rồi Nên lại không dám làm phiền Cô đã ngủ đâu Mọi khi mãi 11 giờ mới ngủ Mà tại sao Con cứ bảo ba mẹ rảnh rỗi Là qua đây không phải ngại Hàng xóm láng giềng phải tắt lửa tối đèn có nhau chứ Dạ vâng ạ à. Linh bỗng quay qua nói với Ngọc Tác phẩm của mày được chọn vào chung kết rồi Nghe đâu khả năng cao là chiến thắng Tao cũng hy vọng mày trúng Cả cái huyện này Nở mày nở mặt cho mà xem Bà Hà nghe như vậy thì há hốc miệng Thật thì à À tác phẩm gì thế con Cái này là bản thiết kế cho phu nhân Của các nước đấy cô Chúng giải là có bao nhiêu là tiền Không đùa được đâu ạ à? Mà mày lên phòng tắm rửa đi chỉnh sửa bản thiết kế nhá chị tính bảo của mày chỉ sửa một chút thôi Là hoàn chỉnh rồi Nhanh lên tao còn có cái này muốn tham khảo ý kiến của mày Ý tưởng đột tới khó quá Dạ xin phép hai bác con lên phòng của Ngọc trước đi à? Thế thì hai đứa đi đi. Muộn quá rồi thì cứ ngủ luôn ở đây. Ngày mai bác gọi dậy sớm. Dạ vâng, thế hôm nay con ngủ ở đây luôn nhé. Còn có nhiều chuyện muốn nhờ Ngọc tư vấn à? Linh cười rạng rỡ rồi nhanh chân bước lên phòng của Ngọc. Cô gái kia cũng vội vã đi theo sau. Vào tới phòng họ mới dám nằm phịch xuống giường và thở dốc. Ngọc hỏi. Tao, tao trúng á? À? Thật à? Chúng đách đồ mà chúng Tao có nói đại thế Chúng thì chúng Không chúng thì trượt Mất cái gì đâu Tao không bảo như thế Mày chỉ còn cái xác Mà lết vào phòng thôi Ừ Cũng đúng Hồi nãy tao đi ăn với anh Huy Tao lại gặp lão Hoàng ở đấy Tao còn thấy Tiên đi cùng với lão Dôn vào trong nhà nghỉ Nghe phòng phanh Tiên nó bỏ thuốc May sao họ chưa kịp làm gì Thì lão Hoàng Lão anh ăn rồi Ghê gớm thật Con nhỏ này Đúng là càng ngày càng có máu liều Tao cũng không nghĩ rằng nó lại chơi chẽn tới như vậy Nó thấy ông dồn lắm tiền Nên mới dùng mọi thủ đoạn Để mà đu bám chứ làm sao Thử nghèo xem nào Nó không đá văng cả chục km đi chứ Thế Nó có nói gì với mày không Nó chả nói gì Mà tóm lại giờ tao cũng kệ. Chả có cái gì liên quan Chuyện thiên hạ Tao không muốn xen vào Kệ nó Ngọc cứ tâm sự hết những suy nghĩ trong lòng Lúc này cô chỉ còn Linh để tâm sự hết mọi chuyện Cô thất vọng đến mức Chưa dám tin những gì đang xảy ra Cô cứ thở dài buồn bã Nguyên một đêm Họ chỉ kể về những câu chuyện xung quanh cuộc sống Sau những chuyện này Ngọc cũng nhìn nhận được mọi chuyện rõ ràng hơn Cô không còn mù quáng Tin người như trước Linh cũng tìm đủ mọi cách Để đà thông tư tưởng cho Ngọc Bỗng Linh đổi chủ đề Mày quen ông Huy đi Ông ấy tao thấy được đấy Ông Hoàng kia cũng tốt thật Nhưng mà gia đình của ông ấy phức tạp Họ cũng chả ưa mày Tao chứng kiến bao nhiêu vụ rồi Vợ chồng ly hôn vì sự can thiệp của ba mẹ chồng Nhà đó ghê gớm Có miễn cưỡng kết hôn ấy Cũng chả hạnh phúc đâu mày à Mà thôi Mày đừng nhắc mấy chuyện vớ vẩn này Tao cũng bận bù đầu Thầm trạng chó đâu mà yêu với chả đương Thế hồi nãy Ông Hoàng có nói gì với mày không Lúc mày ăn cùng với ông Huy ấy Không Chả nói gì Mà thôi đi ngủ đi muộn lắm rồi Ngày mai còn đi làm Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Trong khi đó Ngọc vẫn chằn chọc mãi không thôi Cô nghĩ mãi chuyện hồi tối Mà vẫn cứ cảm thấy khó chịu Bứt rứt không sao nhắm mắt được Mãi 2 giờ sáng cô mới ngủ thiếp đi Trong giấc mơ Ngọc thấy mình và Tiên Đang cùng nhau đi leo núi Cô ấy rủ Ngọc lên trên đỉnh núi chụp hình Khi đó Cô vừa mới tìm được chỗ đứng để tạo dáng thì tiên bất ngờ đẩy cô xuống vực. Ánh mắt của tiên lúc đó đầy hung ác. Tiếng của cô ấy vọng lại: Mày đi chết đi! Ngọc chỉ kịp hét toáng lên rồi choàng tỉnh. Cơn ác mộng quá kinh khủng, chân thực tới mức Ngọc phải mở trừng mắt mấy chục giây mới dám tin tưởng rằng mình đang an toàn bình an vô sự. Linh đang ngủ say cũng bị tiếng hét này làm cho tỉnh giấc, cô luống cuống: Mày làm sao đây đang ngủ mà như con ma điên thế kia Mày mơ ác mộng à Tại sao lại gào rú kinh thế Tao à Tao mơ linh tinh ấy mà Thế mấy giờ rồi Linh của tay vừa lấy điện thoại trên bàn Bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ sáng Cô ủi oải, Ngủ đi lát rồi dậy Đang còn sớm ừ. Ngọc cố gắng nhắm mắt lại Gạt bỏ hết những suy nghĩ hồi nãy Nhưng vẫn chẳng ăn thua Cô dùng mình mỗi khi hình ảnh đó lại chạy trong đầu mình. Ngọc tự nhủ. Mình toàn suy nghĩ linh tinh. Đây chỉ là một cơn ác mộng. Đây không phải là sự thật. Cô cứ tự an ủi mình. Rồi chùm chăn kín mít. Ngọc không sao chợp mắt được. Cô tỉnh luôn tới sáng. Khi chuồng báo thức vang lên. Cả hai người cùng nhau ủi oải bước ra khỏi phòng. Linh nói nhỏ. Này, tao về đây. Chút nữa mày chờ tao đấy nhá. Qua lạ giường, tao cũng ngủ được đâu hôm nay đau đầu quá ừ mày về đánh răng rửa mặt rồi qua đây ăn sáng mẹ tao chắc là nấu cả phần cho mày đấy không sao đâu tao về ăn sáng với ba mẹ tao tối qua bà tao lọ mỏ làm con gà nấu cháo nấm tao ăn ù một tí rồi tao qua mày cũng nhanh cái chân lên nhá ừ biết rồi về đi linh nhanh chân phóng xuống dưới nhà nhưng lại không thấy ba mẹ ngọc ở đâu chỉ thấy cánh cửa mở toang nên chả nghĩ ngợi gì mà lao nhanh về sau khi ăn sáng xong xuôi, cả hai cô gái cùng nhau trở thẳng tới công ty. Sau một đêm mất ngủ khiến cho họ mệt mỏi, mắt thì thâm quầng, chẳng thiết tha nói chuyện như mọi ngày nữa. Họ tới phòng thiết kế thì nhìn thấy Tiên cũng nghiễm nhiên ngồi trước bàn từ khi nào. Nếu như ngày bình thường, Ngọc sẽ vui vẻ chạy lại hỏi han. Nhưng ngày hôm nay cô chả có tâm trạng gì để nói chuyện. Bỏ luôn vào chỗ làm việc của mình. Tiên nhìn nhanh Ngọc. Nhưng mà Ngọc cũng chẳng thèm quan tâm cô vẫn chăm chú thiết kế. Những nhân viên ở đây hình như cũng nhận ra bất thường. Họ vốn dĩ không ưa tiên, nay được chứng kiến cảnh này, xem ra có vẻ thích thú. Có lẽ người ghét tiên nhất vẫn chính là Linh. Tất cả những thứ gì liên quan đến tiên, thậm chí đến hơi thở của cô gái này, cũng khiến cho Linh ghét cay ghét đắng. Cô cố tình nói to. Chị Tính ơi, có kết quả bản thiết kế chưa ạ? Hôm qua tới giờ em nóng ruột quá. Chắc là cánh học lại trúng chứ gì. Nó dồn tâm huyết nhiều lắm vào bản thiết kế này. Công nhận nhìn bản thiết kế cũng đoán được phần nào tính cách con người, mấy con luôn lẹo tâm cơ nhìn vào nó khác hẳn. Cái con bé này chỉ được cái nói đúng, càng ngày chỉ lại càng thích mày hơn. Có cái gì cứ thẳng tuẹt cho dễ sống. Cái thói đứng núi này trông núi nọ, nói xấu sau lưng ấy thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Giấy làm sao mà gói được lửa có đúng không nào? Vậy nên các em cứ sống sạch vào, sớm muộn gì chúng ta cũng thành công. Vụ kia thì trưa nay mới có kết quả. Chị gửi cho giám đốc rồi. Anh ấy duyệt lại lần nữa. Nếu như John đồng ý, thì mới được thông qua, rồi lại gửi cho các phu nhân lựa chọn. Công ty hôm nay nhận thêm rất nhiều đơn hàng, nên mỗi người đều phải phụ trách một mảng riêng. Họ bận tối mặt tối mỗi, nhưng cứ nghĩ tới cái khoản thưởng chuyên cần cách dù, thì ai cũng như được tiếp thêm năng lượng. Ngọc có lẽ là người nhiều ý tưởng nhất, Mỗi bản thiết kế của cô luôn thiên biến vạn hóa, khiến cho người đối diện về trầm trồ, đánh giá rất cao. Tuy nhiên, cô ấy không vì vậy mà tự cao, tự đại, lúc nào cũng luôn học hỏi những điều mới lạ nhất ở bên ngoài. Ngọc giống như một làn gió mới, thổi hồn vào làng thiết kế thời trang, làm cho mọi người cũng đứng ngồi không yên. Đối với những nhà thiết kế chân chính, họ đề cao tác phẩm của Ngọc và hy vọng cô ấy sẽ chinh phục được những đỉnh cao hơn nữa tuy nhiên đối với những người hẹp hòi tính toán thì ngọc lại giống như một vật cản đường cần phải loại bỏ họ không chấp nhận một ý tưởng phá cách tới ngoạn mục như vậy xưa nay những người này luôn ở trong ngưỡng an toàn đối với họ những thứ quen thuộc mới được đánh giá là chuẩn mực cái đẹp toàn bộ các tác phẩm của ngọc đều mang hơi hướng phương tây rất khó có thể chấp nhận cô gái này vẫn mặc kệ như lời khen chê cứ bước tiếp đoạn đường mà cô ấy cho là đúng dẫu biết đoạn đường này đơn độc khó khăn nhưng chưa bao giờ Ngọc nhột chí hay muốn từ bỏ cô vẫn luôn tâm niệm rằng số đồng không phải lúc nào cũng đúng đặc biệt tâm lý đám đông là hiệu ứng cực kỳ nguy hiểm lan truyền với tốc độ chóng mặt nếu như những người trong cuộc không đủ tỉnh táo để chuẩn đoán tình hình hậu quả của hiệu ứng này rất kinh khủng cái giá phải trả là vô cùng lớn khi người ta nhận ra thì đã quá muộn màng trong cuộc hành trình này cô vẫn luôn đi ngược với đám đông Ngọc thấy những việc mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn. Thậm chí cho dù thất bại hay bị người ta lên án xì vả, thì cô cũng chưa từng hối hận dù chỉ một lần. Một cô gái nhỏ bé nhưng với tình yêu nghề cháy bỏng, chấp nhận mọi thiệt thòi về mình. Mỗi tác phẩm của ngọc đều đặt tất cả tâm huyết trong đó. Cô không ham tiền tài, chẳng ham hư danh, cái cô cần là những đứa con tinh thần của mình được phổ biến rộng rãi, đông đảo người yêu thích đón nhận. Cô đang say mê nghiên cứu thì có tiếng chị tính vang lên. Bốn bản thiết kế được chọn là của Ngọc Linh, Tiên, Thành. Hy vọng mọi người đi sâu vào trong hơn nữa. Cả phòng mình cùng chúc mừng nào. Tiếng vỗ tay vàng lên như sấm. Linh ôm lấy chị tính và cười nham nhở. Thế chị lại yêu ái cho em vào trong đi à? Chị đừng cho em lên cao quá. Xong chị lại thả tự do là em gãy xương sườn đấy. Cứ thấp thấp ý, rồi chị thả em. Em già rồi xương cốt bây giờ không còn dẻo dai đâu cả phòng phá lên cười chỉ có Duy nhất mình Tiên mặt mũi hầm hầm chẳng thèm quan tâm, cô ta không thể hiện sắc mặt vui hay buồn, thực sự khi nhìn vào khuôn mặt này rất khó để đoán được tâm trạng lúc này của cô ta là gì. Buổi trưa mọi người tập trung dưới nhà ăn, tất cả ngồi chung một bàn, duy chỉ có Tiên là ngồi riêng một mình. Cô ta cứ cúi gằm mặt, chẳng biết chuyện gì hay để ý những chuyện đồng nghiệp khác. Tiên tự lấy suất cơm rồi ngồi riêng một bàn, vừa bấm điện thoại vừa ăn cơm. Linh vừa gắp cho Ngọc một miếng cá kho Vừa hồ hời nói Mày ăn nhiều vào còn có sức mà thiết kế Mày lúc nào cũng ăn như mèo Tao bảo rồi Không tội gì phải xoắn Ăn uống nhiều vào Thì tao đang ăn đây Mày cũng ăn đi Ngọc vừa gắp miếng rau xào bỏ vào trong miệng Thì điện thoại lại rung lên Cô thấy số của Hoàng thì trao mày Tắt máy Nhưng anh ta vẫn tiếp tục nhắn tin Em ăn chưa Sáng giờ anh bận quá Bây giờ mới gọi được cho em Em nhớ ăn nhiều vào một chút Sau này em gầy quá đấy Ngọc định bụng không trả lời Nhưng tin nhắn cứ dội về liên tục Cô thở dài ngắn ngầm Anh rảnh rỗi tới mức Lúc nào cũng tìm tôi như vậy sao Tôi rất bận Không có thời gian mà nhắn tin cho anh đâu 5 phút 10 phút rồi 20 phút sau Vẫn không thấy Hoàng nhắn lại Ngọc có chút hụt hẫng Cô bất đắc dĩ nên gửi tiếp một tin nhắn Lại bỏ đi đâu nữa rồi anh bị ốm Ốm á? Anh đang ở đâu? Anh mới về nhà Tự dưng hôm nay anh đau đầu Anh mệt quá Ngọc nghe như vậy thì bồn chồn không nghiên Cô ngẫm nghĩ một hồi Sau đó nhắn tin lại Thế anh ăn gì chưa? Anh chưa ăn gì cả Anh chỉ muốn ngủ thôi Em ăn đi rồi vào làm việc Anh ngủ một chút Chiều dậy anh gọi cho em Tại phòng ngủ Hoàng mặc áo khoác Đắp chăn Nhưng anh đang run cầm cập khuôn mặt của anh đỏ bừng như gấc, cả người nóng rực nhưng bên trong lại lạnh rét run. Dưới nhà Hương cũng đang nói chuyện với mẹ của Hoàng, cô ta cứ khóc lóc không ngừng. Mẹ, anh Hoàng dạo này anh chán ghét con lắm, hồi nãy con tới công ty anh ấy, nhưng mà anh Hoàng cứ tránh mặt, không chịu gặp con mẹ à. Mẹ ơi, mẹ cô cao kiến gì mẹ chỉ cho con, còn sợ cái tình hình này sớm muộn gì, anh ấy cũng bỏ con. Đi theo cái con khốn nạn kia. Con đừng có lo Mẹ tin thằng Hoàng chắc chắn là nó suy nghĩ lại Ông khanh nói rồi Nếu như nó không chịu cưới con ấy, Thì ông ấy thu hồi tất cả mọi thứ của nó Mẹ tin khi nó trắng tay Cái con yêu nghiệt kia Cũng bỏ đi không hối tiếc Bây giờ nó thấy có tiền Nó mới lan xả vào thôi Cái loại đũa mốc ấy, mà cứ đòi tròi mâm son Thì kết cục chả bao giờ được tốt đẹp Sớm muộn gì cũng bị đá văng Về nơi nó sinh ra Mẹ nói rồi không bao giờ mẹ chấp nhận cái con mặt giặc đó. Con cảm ơn mẹ. May mà có mẹ, con cũng đỡ cô đơn. Con thật sự, con sốc lắm, con sốc nặng lắm. Con cũng có lỗi với anh khi mà to tiếng, nhưng thực sự là con chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi. Thôi được rồi mẹ hiểu, con cứ bình tĩnh. Càng nóng giận lại càng rơi vào âm mưu của nó, cứ để yên đấy, mẹ xử lý cho con. Hương gật đầu nước mắt cô ta cứ chảy ròng ròng cô ta luôn tự tin được ba mẹ chồng tương lai hậu thuẫn nên coi tròi bằng vung không coi ai ra gì cứ tưởng đuổi được ngọc ra khỏi công ty thì mọi chuyện sẽ khởi sắc nhưng không ngờ mối quan hệ của hoàng và hương lại rơi vào ngõ cụt dường như anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này chưa khi nào hương thấy anh lạnh lùng và bất cần như bây giờ thậm chí nếu hương không liên lạc thì hoàng cũng chẳng thèm nhắn tin chưa đừng nói tới chuyện gọi điện hỏi han cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Kẻ gieo tương tư được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 này, Tâm An cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Khi mà cô gái tên Ngọc của chúng ta quyết định không chơi với cô gái tên Tiên nữa, tình bạn đến đây là chấm dứt chấm dứt. Thì đúng là chấm rất là phải đúng không quý vị Một người bạn mà luôn mang đến cho chúng ta những rắc rối Những mưu mô, những thủ đoạn như thế Thì chúng ta còn chơi với họ làm gì Và hy vọng rằng cuộc đời của Ngọc sẽ khác đi Nhưng mà quý vị có biết không Ở tập sau có rất nhiều biến cố lại đến với Ngọc Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này Để rồi xem những tình tiết tiếp theo Có làm cho quý vị bất ngờ hay không nhé Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo vào trưa ngày mai hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho tâm an xin cảm ơn rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại